Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 3, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tiếng Việt lớp 3 tập 2 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và khi xem video, bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với tiết luyện viết đoạn trong tuần 25. Chúng ta sẽ luyện viết đoạn văn về ước mơ của em. Đầu tiên để viết được đoạn văn về ước mơ của em thì chúng ta sẽ đến với hoạt động đó là hoạt động khám phá. Trong hoạt động khám phá, chúng ta sẽ quan sát bức tranh trong sách giáo khoa và trả lời một số câu hỏi. Đầu tiên chúng mình hãy cho thầy biết hình ảnh trong tranh vẽ đó là những gì. À đúng rồi, chính xác. Hình ảnh trong tranh chúng ta thấy có ba bạn học sinh đúng không? Đang ngồi trong sân trường và trò chuyện với nhau. Bạn thứ nhất thì cho chúng mình biết: tớ ước làm bác sĩ để chữa bệnh cho bà tớ. Bạn thứ hai thì cho chúng mình biết ước mơ đó là: tớ muốn làm kỹ sư nông nghiệp để trồng được nhiều cây ăn quả ngon. Còn bạn nam thì cho chúng mình biết: tớ ước làm nhà du hành vũ trụ để khám phá bầu trời. À như vậy thì qua cuộc trò chuyện của ba bạn ngồi trong sân trường, chúng mình hãy thảo luận và trả lời câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó là: các bạn trong tranh đang trò chuyện với nhau về điều gì? Câu hỏi số 2: em thích ý kiến của bạn nào và vì sao? Và câu hỏi thứ ba: nếu tham gia vào cuộc trò chuyện trên, em sẽ nói gì với ước mơ của mình? À, vậy thì bây giờ chúng mình cùng thảo luận và cho thầy biết nhé. Các bạn trong tranh đang trò chuyện với nhau về điều gì nào? À, đúng rồi, chính xác. Chúng ta thấy các bạn trong tranh đang ngồi nói chuyện với nhau ở trong sân trường, đúng không? Và ở đây thì chúng ta thấy ba bạn đang có những gì? Chính xác, những ước mơ. Có bạn ước mơ được làm bác sĩ để chữa bệnh cho bà. Có bạn ước mơ làm nhà du hành vũ trụ để khám phá bầu trời. Có bạn muốn làm kỹ sư nông nghiệp để trồng được nhiều cây ăn quả ngon, đúng không? Vậy là ở đây chúng mình thấy các bạn trong tranh đang trò chuyện với nhau về nghề nghiệp, đúng không? À, tức là nghề nghiệp mong muốn trong trong tương lai, hay là nghề nghiệp mơ ước trong trong tương lai, đúng không? Còn câu hỏi số 3: em thích ý kiến nào nhất và vì sao? À đúng rồi, đến với câu hỏi thứ hai thì mỗi bạn sẽ có một ý kiến riêng, đúng không? Có bạn thì lại như thế nào nhỉ? Chính xác, có bạn thì là thích ý kiến của bạn có ước muốn làm bác sĩ để chữa bệnh cho bà, vì đây là một ước muốn rất đáng yêu và thấm đượm tình cảm của bạn nhỏ dành cho bà, đúng không? Nhưng có bạn thầy nghĩ thì chúng ta lại muốn thích ý kiến đó là ước mơ làm nhà du hành vũ trụ để khám phá bầu trời, vân vân, đúng không? Còn câu C, nếu như chúng mình được tham gia vào cuộc trò chuyện đó thì chúng mình sẽ tham gia ý kiến như thế nào? À đúng rồi, chúng mình cũng sẽ làm gì nhỉ? À, nói lên ước mơ của mình đúng không? Hoặc là mong muốn của mình, mong muốn nghề nghiệp của mình trong tương lai đúng không? À, ví dụ như nếu tham gia vào cuộc trò chuyện trên, các bạn thì sẽ có nói ước mơ là gì? À, tớ ước làm cô giáo để được đứng trên bục giảng, giảng bài cho các em học sinh, đúng không? Và một số bạn thì lại ước mơ như thế nào? Có thể là một số bạn tham gia ý kiến sẽ ước mơ làm gì? Chú bộ đội hoặc là công an, đúng không? Vân vân. Và ở đây thì chúng ta có thể đưa ra những ước mơ của chúng mình nhé. Và như vậy là chúng ta thấy mọi người đều có một ước mơ, mong muốn nghề nghiệp trong tương lai, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ đến với hoạt động thứ hai, đó là viết một đoạn văn kể về ước mơ của em. Vậy thì viết một đoạn văn kể về ước mơ của em, chúng ta sẽ viết như thế nào? Đầu tiên thì thầy sẽ gợi ý cho chúng mình nhé. Viết một đoạn văn về ước mơ của em thì chúng ta sẽ viết: em ước mơ trước tiên đó là phải điều gì, đúng không? Thì ví dụ em ước mơ làm mà bác sĩ, em sau này muốn ước mơ làm gì? À, cô giáo, làm kỹ sư nông nghiệp, hoặc là làm gì? Nhà vô hành vũ trụ, đúng không?
À, vậy thì nếu ước mơ đó trở thành sự thật, em cảm thấy thế nào? À đúng rồi, chắc chắn là chúng mình sẽ cảm thấy như thế nào? Rất vui và hãnh diện, đúng không? Còn tiếp theo thì chúng ta sẽ nêu lên đó là em sẽ làm gì để thực hiện được ước mơ đó? Vậy thì chúng mình muốn thực hiện được ước mơ đó, chúng ta phải làm gì? À đúng rồi, chúng mình cần phải làm gì nhỉ? Học tập, đúng không? Ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ, đúng không? Để biến ước mơ thành thành sự thật, đúng không? Vậy thì dựa vào những gợi ý ở đây, đầu tiên thì chúng mình phải nêu được cái tên ước mơ đó là gì. Sau đó là chúng ta sẽ nêu lên là cảm nghĩ và sẽ làm được điều đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một số bài văn mẫu. Ở đây thầy sẽ đưa lên một số bài văn mẫu nhé. Sau khi xem xong thì chúng ta sẽ tham khảo và chỉnh sửa lại bài làm của chúng ta. Ví dụ như ở đây thầy sẽ đưa lên một số bài văn viết về đoạn văn về ước mơ của em. Bài đầu tiên đó là em ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch trong tương lai bởi vì em yêu đất nước Việt Nam. Em muốn giới thiệu những danh lam thắng cảnh đến mọi người trên thế giới. Em muốn những du khách khi đến với Việt Nam sẽ có những ấn tượng tốt đẹp và hơn nữa là em muốn hình ảnh đất nước sẽ in đậm trong họ. Tiếp theo chúng ta sẽ viết lên suy nghĩ của chúng mình để làm được điều đó. Để làm được điều đó thì chúng ta thấy là bạn ấy viết như thế nào? Em sẽ phấn đấu học giỏi, dạy cả tiếng Anh và đọc nhiều cảnh đẹp của miền Nam và trên đất nước, đúng không? Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với bài văn số 2. Trong bài văn số 2 thì chúng ta thấy bạn ấy ước mơ là gì? À đúng rồi. Ước mơ của em là được trở thành một bác sĩ. Khi làm bác sĩ, em có thể khám và chữa bệnh cho mọi người trong gia đình và cả những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Và để làm điều đó thì chúng mình thấy bạn ấy viết như thế nào? À đúng rồi, em sẽ học tập thật chăm chỉ, không ngừng cố gắng để đạt được ước mơ của mình, đúng không? Và một bài văn mẫu tiếp theo đó là bạn Đặng Diệu Thúy, bạn ấy có một ước mơ như sau. Em tên là Đặng Diệu Thúy, em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Hiện nay em học lớp 3A, trường tiểu học Dịch Vọng A. Em thích nhất là được học toán, tiếng Việt, nhạc và vẽ. Những môn học khác em đều thích cả. Mong ước của em là sau này lớn lên là một cô giáo để giúp đỡ các bạn học sinh nghèo khó. Đây là một bạn viết về ước mơ là gì? Đúng rồi, đó là ước mơ trở thành cô giáo, đúng không? Còn một bài văn mẫu cuối cùng thầy muốn giới thiệu cho chúng ta như sau. Em tên là Nguyễn Vivi. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố biển Nha Trang, xinh đẹp. Hàng ngày em rất thích dành thời gian rảnh để bơi lội. Vì vậy, em mong muốn sau khi lớn lên có thể trở thành vận động viên bơi lội chuyên nghiệp như cô Ánh Nguyễn Thị Ánh Viên để đem huy chương về cho Việt Nam. Đây là một bài viết về ước mơ của bạn ấy làm gì? À đúng rồi, là một vận động viên. Vận động viên đó là gì? À đúng rồi, chính xác, vận động viên bơi lội, đúng không? Để trở thành một vận động viên bơi lội nổi tiếng như Nguyễn Thị Ánh, Ánh Viên. Vừa rồi thì thầy đã giới thiệu cho chúng ta một số bài văn mẫu để cho chúng ta tham khảo. Dựa vào đó thì chúng ta có thể là chỉnh sửa lại bài làm của chúng mình. Và hoạt động tiếp theo thì chúng ta sẽ đặt lại bài học nghe và nêu lên ý nghĩa của bài học. Tìm đọc câu chuyện, bài văn, bài thơ về một người yêu nghề, một bài học về cách ứng xử và đọc trước bài ngày như thế nào, và chúng ta sẽ tìm hiểu tuần đọc đọc bài của tuần tiếp theo, và chúng mình sẽ tìm hiểu và đọc những bài văn, bài thơ về những người yêu nghề và có những bài học về cách ứng xử. Như vậy là thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong bài luyện viết đoạn. Chúng ta vừa thực hiện một số hoạt động trong bài luyện viết đoạn văn, đó là viết về mơ ước của em. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo.
Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video sau.